Đầu tiên thì mình sẽ vẽ một hình chữ nhật với chiều dài là 26cm và chiều rộng là 16cm. Tiếp theo, ở hai cạnh trên và dưới mình sẽ lần lượt đánh các điểm là 4cm và 5 điểm tiếp theo cách nhau là 3.6cm. Sau đó thì mình sẽ dùng thước để nối hai điểm đối diện lại với nhau giống như trong video. Ở chính giữa thì mình sẽ ghi thêm chữ Mentos và chữ Rainbow hơi nghiêng về phía bên phải. Và với từng ô mình sẽ lần lượt tô các màu là xanh lá cây, đỏ đậm, màu cam, màu đỏ nhạt hơn, màu tím, màu vàng và cuối cùng là màu hồng. Chữ Mentos thì mình sẽ tô màu xanh dương, chữ Rainbow thì màu đỏ, bên ngoài thì có thêm màu trắng. Và khi màu khô mình sẽ dán keo lên và dùng kéo để cắt cái hình này ra. Sau khi có được hình chữ nhật như thế này thì mình sẽ cuộn tròn hình này lại và sẽ dán chồng lên nhau khoảng 1cm. Dán xong thì mình có một cái hình giống như là một thanh kẹo rồi. Và đối với một đầu bất kỳ, bạn sẽ gấp lại giống như trong video nhé. Gấp xong thì mình dán cố định lại trước đã. Và dán xong mình sẽ dùng tay để gấp cái mép này lại cho nó đẹp hơn. Rồi cũng dán hai cái cạnh hình tam giác hai bên lại giống trong video. Và khi dán xong thì mình có hình như thế này, một hình vuông. Và đầu bên kia thì mình sẽ cho bông vào. Sau đó thực hiện các cách thức tương tự để dán nó lại. Ta-da! Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một em kẹo Mentos rất là dễ thương và nhiều màu sắc nữa. Kẹo Mentos thì có rất là nhiều hương, mà nổi bật nhất là có hương trái cây như thế này và hương bạc hà. Và mình thì thích bạc hà hơn, nhưng mà nó không có được nhiều màu sắc, khi làm sushi thì nó sẽ không đẹp. Theo mình nhớ thì màu xanh của kẹo này là vị dưa hấu thì phải. Hai màu đỏ thì mình không nhớ, màu cam thì tất nhiên là vị cam, màu tím thì là vị nho, màu vàng là vị khóm, vị thơm, còn màu hồng là vị dâu. Và tất nhiên là cũng còn rất nhiều loại kẹo có hình dạng như thế này. Nếu các bạn không thích kẹo Mentos thì các bạn cũng có thể làm các dòng kẹo khác giống như là Ambilibe chẳng hạn. Em này ra thì mình cũng làm thêm một em xúc xích. Để làm một em sushi xúc xích thì đầu tiên mình cần vẽ một hình chữ nhật với chiều dài là 23cm và chiều rộng là 16cm. Sau đó mình sẽ dùng thước để đánh dấu hai đầu của hai cạnh phía trên và dưới là 5cm. Tiếp theo thì mình sẽ dùng thước để nối hai điểm đối diện lại với nhau giống như trong video. Với hai ô phía bên ngoài thì mình sẽ tô một cái màu hồng nhạt, pha cam và nhiều màu trắng. Ở chính giữa thì mình sẽ tô một cái màu cam nhạt giống như cam da người, vẽ thêm một em heo so cute. Và sau khi màu khô mình sẽ dán keo lên. Đừng quên là sau khi dán keo chúng ta còn phải dùng kéo để cắt hình này ra nữa nhé. Cắt xong thì mình có hình như thế này và mình cũng cuộn tròn lại và dán nó giống như là kẹo Mentos vừa rồi. Và dán chồng lên nhau là 1cm. Sau khi dán xong thì ở một đầu bất kỳ bạn sẽ cột nó lại. Có thể là cột bằng thun hay là bằng kẽm, mình thì sẽ cột bằng cái dây kim tuyến như thế này. Và sau khi mình cột xong một đầu thì đầu còn lại là một khoảng trống, mình sẽ chông vào để làm đầy cái cây xúc xích này. Và cũng dùng một cọng kẽm khác để cột nó lại. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách làm một em xúc xích heo rất là dễ thương luôn. Theo mình thì hai em xúc xích ngày hôm nay rất là dễ làm mà cũng rất là dễ thương, mà lại có thể sáng tạo ra nhiều cái hình vẽ khác cũng như là ý tưởng khác. Nếu như bạn không thích kẹo loại này thì bạn vẽ kẹo loại khác. Và nếu bạn không thích xúc xích heo, bạn có thể vẽ xúc xích bò hay là xúc xích gà cũng được. Và nếu bạn không thích em xúc xích chưa được nấu chín như thế này thì các bạn cũng có thể làm những em xúc xích đã được nướng hay là được chiên. Riêng đối với hai em xúc xích ngày hôm nay thì mình có một lưu ý nhỏ đối với các bạn,
là khi nhồi bông các bạn nên nhồi đều tay, vì nếu không đều thì chỗ đó khi mà chúng ta bóp nó sẽ bị móc. Và như thường lệ, xem đến đây là video của mình đã sắp kết thúc. Nếu thích video các bạn đừng quên like, share cho video và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và bye bye.